Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tây tháng 10 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi qua phần đề tài thứ hai thì vẫn là phần bảo trợ của tờ Epoch Times Việt ngữ. Epoch Times là một công ty truyền thông độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tập đoàn hay đảng phái chính trị nào, có mặt trên 36 quốc gia và được dịch sang 22 ngôn ngữ. Tuần báo Epoch Times tiếng Việt phát triển rất nhanh tại Hoa Kỳ, mang tới cộng đồng người Việt những tin tức trung thực và giá trị truyền thống. Kính mời quý vị ủng hộ đặt báo qua hai số 626-618-6168 và 714-356-8899 hoặc trực tiếp etviet.com. Trân trọng giới thiệu. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với tờ Epoch Times Việt ngữ qua trang web của họ. Ngoài ra chương trình còn được sự bảo trợ bởi cái show Thanksgiving, Happy Thanksgiving vào ngày 27 tây tháng 11 sắp tới đây tại thành phố Houston ở Baby Club với sự xuất hiện của nhiều danh ca và nhiều ca sĩ nổi tiếng. Và quý vị có thể tham gia vào chương trình một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Và trong đó thì quý vị nhìn thấy trên poster có cả Đan Nguyên, Mai Thiên Vân, Phượng Mai, Hồ Hoàng Yến vân vân. Đây là một show nhạc được xem là cảm ơn, tạ ơn tất cả khán giả và tạ ơn tất cả những cái ân điển mà bề trên đã thương chúng ta, cho chúng ta vượt qua được đại dịch. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với số điện thoại ngay trên màn hình của Phong là số 800-777-8882, 800-777-8882. Đó là số điện thoại để quý vị có thể liên lạc đặt vé cho show nhạc Happy Thanksgiving. Và đó là phần bảo trợ. Và bây giờ thì chúng ta lại như thường lệ bước qua cái đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ nhất thì Phong đã có cái bản tin sáng ngày hôm nay liên quan tới việc Nga và Trung Quốc lại tiếp tục băng ngang qua một eo biển thứ hai ở phía nam của Nhật Bản và sẽ tuần tra trên phía tây của Thái Bình Dương. Và điều này cho thấy là có sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong vấn đề hàng hải và đặc biệt là hải quân của họ, tức là gia tăng một bậc nữa trong cái vấn đề hợp tác quân sự giữa đôi bên. Trước đó thì những cuộc tập trận của đôi bên ở những cái khu vực ở nội địa của Trung Quốc hay là trên bờ biển phía Siberia của Nga, nay thì đôi bên đã hợp tác trực tiếp ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì trong cái này Phong đã phân tích cho quý vị biết thấy rõ về cái ẩn ý của Nga muốn gì ở trong cái việc mà gọi là bắt đầu gia tăng vai trò của họ tại Á Châu Thái Bình Dương. Ngược lại, Trung Quốc lại cần cái gì và cũng như là Hoa Kỳ và NATO sẽ phản ứng như thế nào? Thì Phong đã phân tích trong bài số 1, trong đó thì Phong cho thấy Nga ngoại trừ cái vấn đề gia tăng cái vai trò của họ để quân bình cái cán cân quân sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu, thì Nga cũng đang muốn có cái tham vọng là mở rộng thêm thị trường cung cấp năng lượng của họ cho các quốc gia tại Á Châu Thái Bình Dương, thay vì chỉ lệ thuộc vào thị trường của Âu Châu và của Trung Quốc. Thì Nga cần có thêm cái thị trường trong lúc mà họ đang bị Hoa Kỳ cấm vận trên nhiều lĩnh vực. Họ chỉ còn có cái thị trường cung cấp năng lượng là chưa bị gọi là trói buộc bởi Hoa Kỳ và đồng minh. Nhưng mà bên cạnh đó thì bên cạnh cái việc mà mở rộng thêm thị trường để tránh bị lệ thuộc vào một cái thị trường nào của Nga đó quý vị, thì Nga cũng có một cái ẩn ý khác là sử dụng cái việc gia tăng vai trò của họ tại Á Châu Thái Bình Dương để chi phối liên minh NATO. Trong lúc mà đôi bên đang đối đầu ở tại khu vực Âu Châu càng lúc càng căng thẳng hơn, và tuần trước quý vị thấy là NATO đã trục xuất 10 nhà ngoại giao của Nga, hôm nay thì Hoa Kỳ lại xếp danh sách các công dân Nga mà đi vào một quốc gia thứ ba để vào Hoa Kỳ bị xem là homeless national, tức là một người vô tổ quốc. Thì quý vị, những căng thẳng này nó phải khiến cho Nga phải đưa ra cái chiến lược khác để có thể quân bình và chứng tỏ cái tầm ảnh hưởng của họ và chi phối liên minh NATO. Đó là phần của Nga. Riêng phần của Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng sử dụng cái việc hợp tác với Nga để bắt đầu tung ra những cái tầm và ảnh hưởng và uy tín của mình trong vấn đề đối nội lẫn đối ngoại. Về đối ngoại thì rõ ràng là Trung Quốc đang muốn phân hóa và chi phối Nhật Bản, để cho Nhật Bản phải đối phó cùng một lượt hai mặt trận phía Bắc và phía Nam. Phía Nam là tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Senkaku, phía Bắc là tranh chấp chủ quyền với Nga trong các cái chủ quyền biển đảo ở đó. Thì bây giờ sự xuất hiện trở lại của Nga cho thấy rằng Nhật Bản có thể bị uy hiếp ở hai đầu Nam Bắc. Do đó đây là một cái đòn gọi là
một cái thông điệp mà Tập Cận Bình gửi ra cho phía Nhật Bản: nếu anh xen vào chuyện Đài Loan, tôi hợp tác với Nga để mà bắt đầu có những cái thách thức về quân sự đối với anh. Thì đây là một trong những cái mà Tập Cận Bình gửi ra, bởi vì Tập Cận Bình rất e ngại Nhật Bản sẽ tăng cường vai trò tại Á Châu và Nhật Bản có khả năng trở thành lãnh đạo của Á Châu, bởi vì nhiều quốc gia Á Châu vẫn tin tưởng Nhật Bản hơn so với Hoa Kỳ, so với Trung Quốc. Thì các quốc gia tại Á Châu họ tin tưởng Nhật Bản hơn. Do đó, Bắc Kinh rất e ngại cái vai trò của Nhật Bản. Đó là đối ngoại. Trong khi đối nội, thì Tập Cận Bình sử dụng cái việc hợp tác với Nga để lấy lại cái niềm tin của giới gọi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Bên cạnh đó, thì Tập Cận Bình vẫn muốn là sử dụng cái việc hợp tác với Nga để uy hiếp các đối thủ chính trị của mình. Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Bây giờ bước qua đề tài thứ hai. Sáng nay, Phong cũng có đoàn tin là phía sân bay, gọi là sân bay quốc tế nha quý vị. Nhưng mà thật sự thì không biết có bao nhiêu máy bay quốc tế đáp ở đây. Hầu hết là máy bay Trung Quốc. Quý vị, sân bay quốc tế Vân Đồn chính thức mở lại các đường bay vào Sài Gòn. Và trong đó thì họ tuyên bố rằng ngày 27 tây tháng 10 sẽ mở chuyến bay và 3 chuyến bay mỗi tuần bay từ Vân Đồn vào Sài Gòn cũng như ngược lại từ Sài Gòn ra Vân Đồn. Từ Sài Gòn ra Vân Đồn thì tôi không biết rằng có bao nhiêu người sẽ ngồi lên chuyến bay, những chuyến bay này. Nhưng mà từ Vân Đồn vào Sài Gòn sẽ đồng hơn. Ok quý vị, bên cạnh đó thì hai cái công ty mà mở lại các chuyến bay này, đầu tiên hết là Bamboo Air, rồi sau đó là Vietjet, là hai công ty nội địa ở trong nước để cung cấp những chuyến bay từ Vân Đồn xuống Sài Gòn. Một hành động mà tôi cho rằng là bắt đầu cái chiến dịch mở đường cho Cộng sản Trung Quốc bắt đầu xâm lấn vào cái nền kinh tế của miền Nam sau khi Bắc Kinh đã thành công thống trị được nền kinh tế ngoài Bắc. Để nói về chuyện này thì có lẽ là tôi phải phân tích một cách cẩn thận ở cái khu vực ở Vân Đồn, Quảng Ninh cho quý vị hiểu trước khi mà chúng ta đi vào trong cái phân tích rất là rõ ràng. Ok quý vị, trước hết tôi mở lên cho quý vị thấy là quý vị, đây là khu vực của tỉnh Bắc Ninh. Ok quý vị, thì quý vị cảm phả này quý vị, thì ở đây là khu vực của tỉnh, xin lỗi, Quảng Ninh, xin lỗi quý vị, Quảng Ninh thì không phải Bắc Ninh. Ok, là khu vực rất gần gũi với lại cái đường biên giới của Trung Quốc. Và nơi đây gần như là cái nơi mà Cộng sản Việt Nam đã cho phép thành lập một cái vùng đặc quyền kinh tế. Và trong đó sẽ cho phép phía Trung Quốc, mặc dù nói là mở cửa cho FDI nước ngoài, nhưng mà thật sự đầu tư khu vực này không có nhiều nước ngoài. Đài Loan, Hồng Kông hay là Hoa Kỳ hay là Âu Châu, họ không đầu tư vào khu vực này. Mà chỉ có duy nhất Trung Quốc đầu tư. Do đó, người dân Việt Nam tin rằng cái thỏa ước ký 99 năm là dành cho những tay buôn của Trung Quốc và tay buôn những thương gia. Nhưng những kẻ này cũng chỉ là những kẻ đội lốt thôi. Bởi vì thật sự họ bị kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, nhiều người dân Việt Nam tin rằng tỉnh Quảng Ninh nằm trong tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc là như vậy. Ok, thứ nhất là, và cái bến, cái sân bay Vân Đồn mà vừa khánh thành không lâu đó quý vị, là do Trung Quốc toàn bộ bỏ tiền xây sân bay Vân Đồn này. Bởi vì nó sẽ là cái trạm chuyển tiếp rất nhiều những hàng hóa nhân công từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam. Và quý vị, đây là một trong những cái sân bay chiến lược của Cộng sản Trung Quốc nằm ở ngay phía đầu của cái gọi là cái bản đồ Việt Nam. Thì quý vị, để cho quý vị thấy rõ tình hình ở Quảng Ninh. Rồi, trước đây một tuần lễ tôi có loan cái tin là Sài Gòn và Thượng Hải hợp tác để mở cửa cái gọi là trung tâm tài chính của quốc tế nằm ở đây. Thì quý vị nhớ cái bản tin này. Và trước đó thì cách đây khoảng vài tuần lễ, tôi có loan tin là công ty sản xuất về solar đã đặt công xưởng của họ ở tại Quảng Ninh. Quý vị, tất cả những cái này nó bắt đầu một cái chiến lược phục hồi kinh tế của Cộng sản trong giai đoạn gọi là họ bế tắc về kinh tế. Và bây giờ trong giai đoạn này, họ sẽ mượn nhờ cái nền kinh tế và sự đầu tư từ Trung Quốc để vực dậy nền kinh tế của Sài Gòn. Trong lúc mà đại dịch đang bùng nổ và khi mà đại dịch qua đi thì tất cả sẽ không có một cái giải pháp kinh tế nào. Bởi vì các công ty thuộc các cái công ty, những cái quốc gia khác không phải là Trung Quốc đó quý vị, sau 30 năm đầu tư tại Việt Nam thì coi như họ thấy là cái thị trường Việt Nam đã không còn là cái thị trường béo bở giống như ngày xưa nữa. Họ dần dần rút ra. Thứ hai, tình trạng tham nhũng trong 30 năm qua, nó đã khiến cho nhiều công ty cũng đã cảm thấy bất mãn rất nhiều. Cộng thêm cái đại dịch vừa rồi, với cái việc siết chặt của Cộng sản Việt Nam, nhiều công ty đã phải chết điêu đứng với lại cái sắc lệnh về phong tỏa của Cộng sản Việt Nam, khiến cho họ không thể làm việc nữa. Cho nên sẽ có rất nhiều những công ty rút lui ra khỏi thị trường Việt Nam.
Do đó, khi mà đại dịch chấm dứt thì toàn bộ cái nền kinh tế của Sài Gòn được xem là nền kinh tế đầu tàu của cả quốc gia Việt Nam đó quý vị, sẽ vướng vào một cái cơn khủng hoảng là không có cái động lực kinh tế chính, ngoại trừ những cái trò gọi là bán đất đai ở trong nước là cái nguồn nền kinh tế chủ lực, còn gần như là tất cả những cái nền kinh tế khác đều đã bị gọi là bế tắc, không có hướng phát triển. Thứ nhất là vấn đề mà cấm vận đối với Tân Cương, ảnh hưởng rất nhiều ngành dệt may của Việt Nam đã chạy qua bên Indonesia rất là nhiều, thì quý vị đã biết chuyện này, tôi đã nói quý vị rồi. Và ngành nông sản của Việt Nam bây giờ bị tình trạng rất là khó khăn, rất là khó khăn, giữa lúc mà đáng lý là ngành nông sản sẽ chiếm được một cái thị trường rất lớn, bởi vì trong tình trạng mà lương thực toàn cầu bị thiếu hụt như vậy, nhưng quý vị thu mua tất cả những nông sản là do những cái sân sau của cộng sản, của đảng viên đảng cộng sản. Do đó ngành nông sản tại Việt Nam đang gặp bế tắc rất lớn và họ không thể tiêu thụ được hàng hóa. Cuối cùng họ phải chấp nhận cái giá rất rẻ mạt, gần như là thua lỗ, để bán cho những cái tay này, những cái tay mà gọi là sân sau của các đảng viên. Và các tay sân sau của đảng viên này thì họ lại không có mặn mà lắm với cái thị trường bên ngoài. Tại vì ở qua tới Hoa Kỳ, họ bị giới hạn rất nhiều do nhiều yếu tố. Âu Châu cũng vậy. Do đó cuối cùng những tay này xuất cản tất cả những thực phẩm này qua bên phía Trung Quốc. Do đó những chuyến bay mà từ Sài Gòn đi qua Vân Đồn, nó không phải chuyến bay chở người nhiều, đa số là chuyến bay hàng hóa nhiều quý vị, là nông sản sẽ được vận chuyển từ ở Sài Gòn ra Vân Đồn. Tại vì đi đường biển thì nó xa, mà nó đi qua những cái khu vực nguy hiểm và dễ dàng. Tại vì quý vị ở khu vực này mà đi từ Sài Gòn mà đi bám theo cái bờ biển Việt Nam mà đi dọc lên Vân Đồn, nó vừa xa xôi, nó vừa tốn kém, đi bằng máy bay lẹ hơn. Cho nên những chuyến bay mà từ Sài Gòn tới Vân Đồn sẽ là những cái chuyến bay chở những cái hàng hóa về nông sản mà những tay sân sau này xuất cảng qua Trung Quốc. Trong đó gạo lúa là chính, rồi tới các cái thực phẩm nông sản. Còn ba cái gọi là đồ ăn chơi thì tôi không biết là như thế nào. Nhưng mà cái chuyến bay từ Vân Đồn ra bên ở bên kia là các chuyến bay thương mại về hàng hóa nhiều hơn. Ngược lại, những chuyến bay từ Vân Đồn chở vào Sài Gòn thì sẽ là người, vừa là nhân công của Trung Quốc, vừa là các thương nhân của Trung Quốc bắt đầu được mở đường để vào trong Sài Gòn. Bởi vì giống như tôi nói là đại dịch khi mà kết thúc, tức là giảm đi cái việc lây nhiễm ở Việt Nam, thì cái phục hồi kinh tế là cái ưu tiên hàng đầu của Cộng sản. Nhưng bây giờ gặp hai trở ngại. Thứ nhất là các công ty đóng cửa hàng loạt. Thứ hai, tình trạng thiếu nhân công tại Sài Gòn sẽ là một vấn đề lớn. Bởi vì người dân sau vài năm đi làm cho các công xưởng, họ đã nhìn thấy được tất cả những cái thực tế, đi làm lương thì có, nhưng mà cuối cùng tay trái ra tay phải hết, và họ còn vướng nợ nần nữa. Chưa chắc sau đại dịch này họ quay trở lại. Trên khu vực Sài Gòn, Bình Dương hay Đồng Nai sẽ thiếu hụt rất nhiều, trầm trọng tất cả những cái lượng nhân công. Thì cái chuyến bay ở Vân Đồn một phần sẽ chở những nhân công ở ngoài Bắc vào làm việc, và phần còn lại là chở những nhân công từ Trung Quốc qua Việt Nam làm việc luôn. Và Cộng sản Việt Nam đã gặp bế tắc trong vấn đề kinh tế ở Sài Gòn. Do đó, để cứu nguy trong cái giai đoạn trước mắt, để phục hồi kinh tế và giữ cho nền kinh tế không bị khủng hoảng và lâm vào tình trạng khó khăn, bắt buộc Cộng sản phải mở rộng cái nguồn đầu tư từ nước ngoài. Nhưng mà đầu tư từ nước ngoài bây giờ thì giống như tôi nói, các quốc gia lân bang họ đều bỏ chạy hết. Vì lý do ABCD, họ đã rời khỏi thị trường Việt Nam. Bởi vì nó không còn là thị trường béo bở. Bởi vì cái chính sách sách nhiễu, hành chánh và tham nhũng của Cộng sản Việt Nam, và bởi vì tình trạng công dân Việt Nam vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ và tay nghề không được cao. Và bây giờ trong lúc mà thế giới đang chuyển mình qua cái dạng là công nhân có tay nghề cao hơn, thì Việt Nam lại không đủ qualify, tức là lực lượng công dân Việt Nam không đủ trình độ rất là nhiều. Do đó nhiều lý do họ chuyển đi ra nước ngoài. Như vậy thì để lấp vào cái khoảng trống kinh tế này, mượn tạm, tôi gọi là mượn tạm, để mà có thể giữ được cái nền kinh tế ở Sài Gòn, thì Cộng sản Việt Nam không còn cách nào khác là phải mượn tạm cái nền kinh tế từ Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc cũng đang đối diện với những cơn khủng hoảng, nhưng cái nguồn đầu tư từ Trung Quốc một phần nào nó sẽ đỡ cho cái nền kinh tế ở Sài Gòn. Có nghĩa là Sài Gòn sẽ mở rộng. Sài Gòn sẽ mở rộng cánh cửa để đón chào tất cả những nguồn đầu tư từ phía Trung Quốc.
Bên cạnh đó, cái việc mà gọi là xây dựng cái trung tâm tài chánh quốc tế giữa Thượng Hải và Sài Gòn thì nó đã cho thấy rằng là quý vị, để kích thích cái giới đầu tư ở Trung Quốc chạy qua Việt Nam và đỡ đần cho phía Việt Nam trong cái lúc mà họ gặp khó khăn về nền kinh tế, thì quý vị, chuyện đầu tiên hết, quý vị nghĩ ở Việt Nam là cái gì? Để kéo được nguồn đầu tư của Trung Quốc vào. Quý vị, họ hiểu rõ điều này. Tức là những giới đầu tư, họ chỉ muốn là ăn sổi thôi. Đầu tư lâu dài họ không muốn, nhất là đầu tư từ Trung Quốc. Đầu tư lâu dài họ không muốn. Họ chỉ muốn ăn sổi một phần nào thôi. Cho nên cái phương pháp hay nhất là lập một cái thị trường chứng khoán ngay tại Sài Gòn. Thay vì cái thị trường chứng khoán bây giờ nằm ở ngoài Hà Nội, nó chỉ có một cái thị trường chứng khoán thôi. Bây giờ muốn lập một cái thị trường chứng khoán ở tại Sài Gòn để thu hút cái nguồn đầu tư từ phía Trung Quốc qua phía Việt Nam. À, tức là mở sàn chứng khoán tại Sài Gòn. Thì ngoại trừ một số lớn, đa phần, đầu tiên họ sẽ sử dụng những thương nhân Trung Quốc chuyên môn đầu tư vào thị trường chứng khoán, những cái quỹ hedge fund để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán ở Sài Gòn. Rồi từ từ đó họ sẽ bắt đầu câu những cái đầu tư ở những nước khác, từ Singapore, từ Hồng Kông, từ Malaysia, từ Đài Loan vân vân, để mà đầu tư vào cái thị trường chứng khoán ở Việt Nam mà đặc biệt là ở Sài Gòn. Thì quý vị, do đó tại sao mà họ đưa cái tin tuần trước là sẽ hợp tác xây dựng một trung tâm tài chánh của thế giới. Trung tâm tài chánh là gì quý vị? Là thị trường chứng khoán. Họ sẽ sử dụng chứng khoán làm cái xương sống của trung tâm tài chánh. Giống như là cái tham vọng của họ, giống như kiểu như Hồng Kông vậy đó. Hồng Kông từng có thị trường chứng khoán Hang Seng nổi tiếng thế giới. Và họ trở thành trung tâm tài chánh của thế giới suốt mấy chục năm. Thì bây giờ muốn xây dựng một cái trung tâm tài chánh ở tại Sài Gòn thì bắt buộc là họ phải mở ra một cái thị trường chứng khoán. Vì chỉ có mở cửa thị trường chứng khoán ở Sài Gòn thì mới thu hút nhanh chóng đầu tư từ ở Trung Quốc qua. Còn bây giờ kêu họ chạy qua Việt Nam mở hãng xưởng, ngay cả Trung Quốc còn đang bị đóng cửa hãng xưởng thì làm sao họ chạy qua? Quý vị thấy chưa? Do đó, đầu tiên hết là Trung Quốc, đầu tiên là cái thị trường chứng khoán phải được mở ra tại Sài Gòn. Bước thứ hai là những cái công xưởng mà đóng cửa bởi những cái công ty ở Đài Loan, ở Nam Hàn, ở Nhật Bản hay là Singapore mà mở ở Việt Nam suốt mấy chục năm qua, hay là Âu Châu cũng vậy. Thì bây giờ lúc họ chạy, thì khi họ chạy, họ sang tay họ bán lại cho những thương nhân của Trung Quốc. Có nghĩa là nguồn đầu tư FDI, tức là nguồn đầu tư từ nước ngoài, trong thời gian tới ở Sài Gòn sẽ là từ Trung Quốc. Sẽ rất ít quốc gia nào nhúng vào Sài Gòn. Do đó, cái kế tiếp là nguồn đầu tư là những công ty đó sẽ bị thu mua. Thì những công ty, nhưng mà làm sao họ thu mua được? Thứ nhất là những công ty này muốn bỏ chạy. Thứ hai, để được những công ty này lên thị trường chứng khoán ở Sài Gòn thì nó sẽ kích thích những nhà đầu tư ở Trung Quốc chạy qua Việt Nam mua hãng xưởng, mua công ty A, công ty B, công ty C để đưa công ty họ lên sàn chứng khoán ở Sài Gòn chứ. Và quý vị, đây là cái giải pháp kinh tế mà những kẻ cai trị ở Sài Gòn đang đưa ra để khuyến dụ nguồn, nó là khuyến dụ nguồn đầu tư thì không đúng, mà họ sử dụng cái sự đầu tư từ Trung Quốc để cứu nguy nền kinh tế sau đại dịch. Tại vì từ sau đại dịch, tức là khoảng tháng 2 sau Tết đó quý vị, là quý vị biết là Việt Nam sẽ phải đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế, bởi vì tất cả đều bế tắc, thì phải có một cái khoản lắp lỗ. Thì bây giờ họ tạm thời phải vay mượn của Trung Quốc, vay mượn cái sự phát triển kinh tế từ phía Trung Quốc, tạo ra thị trường chứng khoán là đầu tiên. Thứ hai, thu mua tất cả những cái công ty mà đã bỏ chạy, hoặc là lập những công ty ở đó để sản xuất rồi đưa lên thị trường chứng khoán, đưa họ lên sàn IPO chứng khoán tại Việt Nam. Thì tự nhiên những công ty đó, thì bây giờ tôi lấy ví dụ, tôi là ông chủ của một công ty ở Trung Quốc, số vốn chưa tới một vài triệu đô la. Bây giờ tôi bỏ một vài triệu đô la, tôi vào Sài Gòn tôi mua lại một cái công ty ABCD gì đó, rồi sau khi mà cho sản xuất, xuất cảng ngược lại một số ở thị trường Trung Quốc, tức là xuất cảng một số mặt hàng vào thị trường Trung Quốc, thì bắt đầu là tôi làm hồ sơ thuế everything này nọ, đẩy lên sàn IPO. Thì chỉ trong vòng một đêm hai đêm mà may mắn hay được bơm một cái, thì tự nhiên từ một cái công ty có số vốn chỉ có 1-2 triệu đô la, nó sẽ nhảy lên thành công ty có vài chục triệu đô la số vốn. Thì quý vị, kiểu này thì đám đại gia Trung Quốc nó nhào vô ngay. Đám đại gia Trung Quốc nó nhào vô ngay để nó take over. Tự nhiên chỉ cần qua đêm, chỉ cần mình công ty của mình lên sàn IPO thôi,
là sẽ trở thành cái số vốn lên gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần. Và quý vị, đây chính là cái game mà Cộng sản Trung Quốc đẻ, Cộng sản Việt Nam đẻ ra để tạm thời thay thế cái nền kinh tế sắp sửa bị khủng hoảng sau tháng 2. Có nghĩa là nguồn đầu tư sẽ tới từ Trung Quốc. Do đó, phải mở lại những chuyến bay sớm từ Vân Đồn vào Sài Gòn. Mở lại những chuyến bay sớm để bắt đầu tạo cơ hội chuẩn bị cho cái tháng 2. Tức là những công ty này bắt đầu vào thu mua, vào bắt đầu take over, rồi tìm cách mua đất, mua đai, rồi dealing để mà nhờ người Việt Nam đứng tên trong một số tài sản, thì cái đó là nhỏ thôi. Chủ yếu là những công ty mang vốn FDI. Họ sẽ thu mua những công ty đó và bắt đầu xây dựng một cái sàn chứng khoán tại Sài Gòn. Khi mà nó là Sài Gòn và Thượng Hải để ký kết, để thành lập cái trung tâm tài chính quốc tế, mục tiêu của họ là thành lập thị trường chứng khoán đó quý vị, ngay tại Sài Gòn. Và điều này nó rất rõ ràng và có nghĩa là quý vị sẽ nhìn thấy được cái trò chơi của Cộng sản dùng cái nền kinh tế tạm thời. Thì họ nghĩ rằng ô, bây giờ mình bị tình trạng kinh tế này, trong vòng 5 năm là chưa chắc là có đầu tư từ Mỹ, từ Anh, từ Âu Châu, từ những quốc gia như Nam Hàn hay Nhật Bản hay là Đài Loan đâu. Tại vì những quốc gia này họ sẽ đầu tư vào những cái khu vực khác, tại vì Cộng sản Việt Nam là chế độ độc tài toàn trị. Thì những quốc gia kia lúc đầu họ tham lợi, họ đầu tư trong lúc mở cửa, nhưng mà bây giờ họ phải đi theo cái chiến lược của Hoa Kỳ. Mà cái chiến lược của Hoa Kỳ là giới hạn đầu tư vào những nước độc tài toàn trị, mà gia tăng hỗ trợ cho những nước có chung giá trị về dân chủ. Do đó, những quốc gia như Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, họ sẽ giới hạn rất nhiều những cái nguồn đầu tư của họ vào những quốc gia độc tài toàn trị, mà họ sẽ gia tăng để xây dựng cái thế lực liên minh với Hoa Kỳ. Tại vì những quốc gia nào mà liên minh với Hoa Kỳ thì được khuyến khích đầu tư, như là Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Brunei. Brunei thì không có, nhưng mà những quốc gia này, thì những quốc gia này họ có một cái nền bầu cử dân chủ, nó coi như là có một cái giá trị chung với Hoa Kỳ. Thì khi mà họ hợp tác với Hoa Kỳ thì những nguồn đầu tư từ Nam Hàn, từ Nhật Bản và từ Đài Loan sẽ dồn qua những quốc gia này, chứ không đưa vào những quốc gia độc tài toàn trị nữa. 30 năm trước toàn cầu hóa thì Bill Clinton thúc đẩy, thì không care đó là quốc gia độc tài toàn trị hay là quốc gia xã hội dân chủ, đầu tư thoải mái. Nhưng sau 30 năm Hoa Kỳ nhận ra vô tình nó thúc đẩy cái sự quyền lực của những quốc gia độc tài toàn trị. Do đó, cái chiến lược của Hoa Kỳ là không để cho những cái nguồn đầu tư này vào những quốc gia đó nữa. Họ bắt đầu rút bớt tất cả những cái đầu tư những quốc gia đó ra. Trung Quốc đã bị rút ra, Việt Nam cũng sẽ bị rút ra. Và từ từ họ chuyển qua những cái quốc gia có nền dân chủ. Để thứ nhất là thúc đẩy nền kinh tế những quốc gia này lên, thì những quốc gia này mới lập lại được cái niềm tin với Hoa Kỳ trong vấn đề quân sự đồng minh. Tại vì cái chiến lược Hoa Kỳ là cô lập Trung Quốc. Do đó, họ muốn các quốc gia ở Á Châu hợp tác thì phải chứng minh được cái thực lực. Mà muốn chứng minh được thực lực thì Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy những quốc gia đồng minh của mình, Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, là phải gia tăng đầu tư vào những quốc gia này để họ có thể làm việc với Hoa Kỳ. Thì những quốc gia như Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan là những quốc gia có nền kinh tế mạnh trên thế giới của Hoa Kỳ và là đồng minh của Hoa Kỳ tại Á Châu, cộng với Úc nữa quý vị. Thì những cái nguồn đầu tư này họ sẽ làm việc với những quốc gia có nền dân chủ tại Á Châu để liên minh thành một cái system, một cái hệ thống mạnh để đối đầu với cái sự bành trướng của Trung Quốc, cô lập Trung Quốc. Do đó, những quốc gia độc tài toàn trị sẽ không còn nguồn đầu tư nữa, hoặc là rất giới hạn. Thì Cộng sản Việt Nam nằm trong vấn đề đó. Cộng sản Việt Nam nằm trong cái Cộng sản Việt Nam và Campuchia, Lào, ba quốc gia này, bốn, và kể cả bên Miến Điện luôn. Bốn quốc gia này sẽ nằm trong cái danh sách bị giới hạn. Ngược lại, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, những quốc gia này, hay là Singapore thì khỏi nói rồi, những quốc gia này thì là những quốc gia được xem là có cái nền dân chủ và kinh tế sẽ giúp cho họ tăng trưởng. Muốn giúp cho họ tăng trưởng kinh tế và gia tăng cái niềm tin về quân sự, bắt buộc là các đồng minh của Hoa Kỳ phải đầu tư vào những quốc gia này, chứ không phải là những quốc gia độc tài toàn trị như Cộng sản Việt Nam. Do đó, cái nền kinh tế của Sài Gòn hay là ở miền Nam đó quý vị, trong thời gian tới chỉ có đầu tư quốc tế rút ra và đầu tư của Trung Quốc sẽ lắp lỗ. Trong thời gian tới, Cộng sản sẽ dùng cái nguồn đầu tư từ Trung Quốc để duy trì quyền lực. Tại vì nếu như mà họ muốn phát triển kinh tế một cách vô giới hạn, bắt buộc phải thay đổi thể chế.
bắt buộc phải thay đổi thể chế từ một xã hội độc tài qua một xã hội dân chủ, thì cái nền kinh tế mới được phát triển vô giới hạn. Còn nếu mà họ duy trì cái chế độ cai trị của họ hiện nay, thì họ sẽ bị xếp loại là những quốc gia độc tài toàn trị. Tôi không nói chủ nghĩa cộng sản nha, tôi nói là độc tài toàn trị, sẽ bị xếp vô cùng một danh sách với Trung Quốc. Thì sẽ tất cả các nguồn đầu tư sẽ bị giới hạn. Bởi vì Hoa Kỳ đã thay đổi quan điểm. Sau 30 năm thất bại của cái chiến dịch toàn cầu hóa, họ thấy rằng những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ thì vẫn còn bơi trong nền kinh tế, trong khi những quốc gia độc tài toàn trị nó phát triển kinh tế còn hơn những quốc gia khác nữa. Trong khi những quốc gia khác lại là đồng minh, ít nhất có chung giá trị với Hoa Kỳ, mà họ không được hỗ trợ gì hết. Do đó, bây giờ Hoa Kỳ phải ra mặt hỗ trợ cho những quốc gia có chung giá trị để mà thúc đẩy kinh tế. Phải làm cho nền kinh tế họ mạnh lên, thì họ mới có đầy đủ phương tiện để mà gia tăng cái mạng lưới quốc phòng và hợp tác với Hoa Kỳ. Do đó, Sài Gòn trong vòng 1-2 tập liên tới sẽ không còn nguồn đầu tư từ nước ngoài vào nữa. Đặc biệt là từ Âu Châu, từ Hoa Kỳ hay là từ những đồng minh của Hoa Kỳ, mà họ sẽ rút ra chứ họ không có đầu tư vào thêm. Còn ngược lại, những quốc gia xung quanh thì được đầu tư rất là nhiều. Do đó, Cộng sản Việt Nam bây giờ họ vì duy trì quyền lực, do đó họ phải mượn cái đầu tư của Trung Quốc vào lấp lỗ kinh tế trong giai đoạn này. Ít nhất trong giai đoạn một thập niên này, tức là 10 năm. 10 năm sắp tới là toàn bộ nền kinh tế của Sài Gòn từ từ sẽ giống như ngoài Bắc, lọt vào nền kinh tế, lọt vào sự thống trị của Cộng sản Trung Quốc. Đó là điều không thể tránh khỏi. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích chiều ngày hôm nay của tôi liên quan tới cái bản tin mà sân bay Vân Đồn mở lại các chuyến bay vào Sài Gòn. Đây là một cái bài toán kinh tế mà Cộng sản Việt Nam tính ra dùng cái sự đầu tư của Trung Quốc để lấp lỗ cho những cái đầu tư tháo chạy khỏi Việt Nam trong giai đoạn 10 năm tới. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Quý vị có thể mang cái đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta thảo luận trong phần tin cập nhật lúc 8:30 giờ Houston, tức là 6:30 giờ California. Hoặc là quý vị có thể dựa trên những bản tin mới nhất của Phong để chúng ta thảo luận, và chúng ta sẽ thảo luận theo chủ đề do Phong đưa ra. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 8:30 giờ của Houston trong phần tin cập nhật buổi tối. Mến chào mọi người. Bye bye.